hôm nay cô sẽ trả lời tử vi cho một bạn có cái ngày sinh là 17 tháng 8 năm 1989, đó là cái ngày âm lịch nha. Rồi như vậy là cái ngày dương lịch của bạn là ngày 16 tháng 9 năm 89. Bạn sinh vào lúc từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, nghĩa là vào cái giờ bạn là giờ Dần. Mệnh của bạn là mệnh mộc và cái đại nam mộc, và cái cục của bạn là cục thổ. Như vậy chúng ta thấy là hai cái mệnh và cái cục nó khác nhau, cho thấy là cái bước đường vào đời của mình nó có nhiều cái khó khăn, có nhiều cái gian nan trong cái cuộc sống của mình, nó không được thuận lắm. Mệnh của mình đó là có con sao thiên lương nó đắc địa. Thì bây giờ cô nói cho về cái người có cái sao thiên lương. Người sao thiên lương á là một cái con người mà kêu phải nói là thông minh. Mà đặc điểm tính nổi bật nhất của cái người thiên lương là cái từ hiền lành, lương thiện. Cái con người thiện hiền lành, lương thiện, sống thì không có thích bon chen, không có thích đua đòi, sống rất là an phận. Không có mà sống vì người khác hơn là vì cái bản thân mình. Bản thân mình có thể tiết kiệm chắc siêu từng đồng từng bạc, nhưng mà khi mà cần để giúp đỡ cho cái người khác á, thì mình có thể mình sẵn lòng để mà mình đem đồng tiền của mình dành dụm ra để mà mình giúp đỡ cho cái người khác. Thì cuộc sống của mình nó giản dị, nó mực thước nè, mình sống có kỷ luật. Thí dụ như là mình quy định giờ nào mình dậy thì mình dậy, giờ nào mình đến công sở thì mình làm việc khó, nguyên tắc nó đúng đắn, nó đàng hoàng, nó không chênh lệch. Con người mình luôn luôn chăm chút về vấn đề tu nhân tích đức. Mình có cái óc quan sát và mình thích về nghiên cứu về cái học thuật, về cái chuyện mà về tâm linh á. Con người nó sao thiên lương là cái con người nó có phúc, nó có thọ, có phúc, có thọ. Và thương lương là cái con người thích hoài cổ, không thích mà sống mà bon chen với ở cái bên ngoài. Thiên lương là một cái ấm tinh, nghĩa là một cái phúc tinh. Làm việc gì đó thì cũng cố gắng để mà làm tốt cái công việc của mình là tốt đẹp hơn nữa, là mình giúp ích được cho xã hội, cho nhân vật. Nghĩa là con người của mình thiên lương là rất là hiền lành, nó là tốt đẹp nha, không gian dối, sống rất là chuẩn mực, đạo đức. Đó là nói về cái thiên lương. Rồi bây giờ bạn thang là bây giờ đến cái tuổi này là bạn mắc nợ nhiều lắm. Thì bây giờ cô coi giùm bạn tại sao như vậy. Thì bây giờ cô nói về cái con đường quan lộc và những tiền bạc của bạn. Thì thân của bạn nó thư cư quan lộc, nghĩa là cái cuộc đời mình nó dựa vào cái con đường quan lộc. Mình có tốt đẹp về cái công ăn việc làm, mình thuận lợi trên cái con đường công danh sự nghiệp. Nhưng mà rủi thay cho mình đó là trong cái cung quan lộc và cũng như là cái cung thân của mình đó, nó có thái dương. Thái dương có nghĩa là sáng chói, nhưng mà thái dương của mình bị hãm, cho nên cái đường công danh của mình đó là bị u ám, nó không được tươi sáng nữa. Mà trong cái cung thân cũng như cung quan lộc của bạn lại có cái con sao tuyệt, nên cuộc đời của mình về cái con đường quan lộc của mình nó cũng không có mấy gì nó tốt đẹp. Rồi thêm nữa là mình có những cái con sao như là con thao thiên hư nè, tuế phá nè, nên con đường công danh mình nó khắc kỵ. Một cái xấu nữa là bạn trong cái cung thân cung quan lộc của bạn nó có cái con sao tuần. Con sao tuần nó sẽ ảnh hưởng cho các bạn, nghĩa là từ ở trong cái giai đoạn mà 30 tuổi trở đi á, thì cuộc đời mình nó bị cản trở, nó không được tốt đẹp. Như vậy là cái con đường quan lộc của mình nó không được tốt, nó có nhiều cái trở ngại. Nó nhiều cái trở ngại làm cho mình cản trở cho mình trong cái con đường công danh sự nghiệp.
mình bị phá, bị quá rối, mình nó khó nhiều cái chuyện để mà mình bị soi hỏng bỗng không, mình cảm thấy buồn bực về cái con đường quan lập của mình. Về tài bạch của bạn này cũng là một cái con sao bị hãm, là cái con sao Thái Dương. Như vậy bạn thấy là chúng ta là có nhật nguyệt, nhưng mà nhật nguyệt đều bị che mờ, cho nên mình khó, tài tiền bạc của mình nó khó cất đầu lên nổi, tiền nó khó vào cái tay mình, mình kiếm tiền rất là khó khăn. Mà thêm vô nữa mình cách của mình là có là điếu khách kình dương thiên hư, nên mình cũng không dễ gì mà kiếm tiền kiếm bạc hết. Thì theo á, nhận xét thì dưới cái mệnh của bạn, dưới cái cách này thì bạn chỉ nên làm ăn, cái là làm ăn công thôi. Mà mình nên chọn những cái nghề mà nó thích hợp với cái bản mệnh mình, cái con người hiền lành của mình. Như mình chỉ làm nên làm giáo viên, mình nên làm các kế toán, hoặc mình làm những cái công việc có cái tính cách thiện nguyện, có cái tính nhân đạo thì nó sẽ hợp với mình. Còn nếu mà mình làm nhiều một cái buôn bán, mình bon chen ở bên ngoài á, thì nó không có hợp với mình lắm nha. Còn về hôn nhân thì bạn nói bạn có một người vợ sinh năm 99 và hai người cũng đã ly thân ly dị. Thì theo cô nhận thấy là cái tuổi của bạn với cái tuổi của người vợ của mình thì không có đến nỗi mà phải chia ly hình khác lắm. Nhưng mà vì cái cung phu thê của bạn nó có con sao nó cự môn, cho nên dù bạn cưới ai đi nữa thì trong cái gia đạo của mình nó cũng có nhiều cái vấn đề xào xáo, nó phiền tối, luôn luôn cãi vã, luôn luôn gặp những cái chuyện mà cái là trong gia đình luôn cái chuyện cự cãi, không được cái hòa thuận nha. Còn người vợ của mình là một cái con người có nhan sắc và có sức khỏe, nhưng mà sống với nhau mình có con đà la ở trong cái cung phu thê của mình, nghĩa là hai vợ chồng cảm thấy lúc nào mình cũng cảm thấy vợ mình nó cũng càng ràng, nó càng than vãn về mình hết. Bây giờ cô nói qua đại vận của bạn. Bạn hiện ở cái đại vận từ 25 cho đến 34 tuổi. Thì trong trong đại vận này bạn có nhiều cái chuyện mà buồn bực, thị phi. Mình làm có tiền mình cũng không giữ được tiền. Tình cảm nó thì trắc trở dây dưa. Bạn cũng chưa quyết định hẳn là mình sẽ ly dị, mình sẽ ly thân với vợ hay sao. Mình cuộc sống mình có nhiều cái thị phi, có nhiều cái tai ác. Và trong cái đại vận này là mình sẽ sinh con. Tiếp sang cái đại vận 35 cho đến 44 thì mình có tiền bạc, có danh chức, thì như vậy là cái đại vận sau của bạn nó tốt hơn cái đại vận trước. Mình có thể làm nắm bắt được cái cơ hội làm ăn, mình có chức có quyền. Nghĩa là qua cái đại vận sau là 35 đến 44 mà bạn có nhiều cái điểm để mình phát huy về cái tài của mình. Mình cũng có thể có chức, có quyền, có tiền, có bạc. Nhưng mà khuyên bạn mình hãy sống ngay thẳng. Tại vì mình có cái sao thiên hình nè, rồi thiên la nè, quả tú này, nó là những cái con sao không tốt. Nếu mình làm ăn không chính đáng, tại nếu mà mình cần nhu cầu, mình cần tìm tiền nhiều, thì mình lại làm những cái chuyện không tốt, thì mình sẽ dễ rơi vào cái vòng lao lý nha bạn. Và một cái điều cô muốn khuyên với bạn trẻ là mình á, là cái mệnh thiên lương. Thiên lương là tại vì mình hiền quá, mình ra đời mình dễ gặp những cái chuyện lận đận. Và người ta nói thiên lương là có duyên với tôn giáo, cho nên nếu mà bạn cởi bớt những cái ưu phiền ở ngoài cuộc sống, mình giải thoát được cái tinh thần của mình, làm cho cái tâm thần mình nó bớt phiền não, mình vui trong cái đạo, mình sống theo đúng với cái bản mệnh của mình hướng về đạo, mình làm những cái công việc tốt, những cái công việc thiện nguyện,
mình giúp đời thì mình cái tinh thần mình nó sẽ thoải mái hơn. Bài chia sẻ cho bạn đến đây đã hết. Thân ái chào các chào bạn.